Song Song Ki hé lộ điều đặc biệt liên quan đến Quý Tử, kể rõ cảm xúc của vợ khi bị đồn có con riêng. Sau loạt ồn ào thời gian qua, mới đây Song Song Ki đã có những chia sẻ xoay quanh bà xã và Quý Tử, khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Trước đó, vợ của anh bị đồn có con riêng trước khi đám cưới. Tối 15 tháng 10 tại chương trình Newsroom phát sóng trên đài CTBC, nam diễn viên cậu Út nhà tài phiệt xuất hiện với vai trò khách mời, thoải mái tiết lộ nhiều câu chuyện về hậu trường phim Hopeless và tổ ấm nhỏ. Đặc biệt, những chia sẻ của anh chàng về Quý Tử đầu lòng đã chiếm trọn spotlight, nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Cụ thể, trên sóng truyền hình, Song Song Ki đã không giấu được niềm hạnh phúc vui sướng khi khoe với khán giả rằng con trai thừa hưởng nét đẹp đôi môi từ anh. Tài tử sinh năm 1985 còn cho biết thêm, nhiều bạn bè thân thiết với mình cũng nhận ra sự tương đồng đó. Tôi nghe nhiều người nói môi em bé giống tôi cũng nhìn ngắm kỹ môi con trai rồi, và mỗi lần như vậy, những lời nói của mọi người về diện mạo em bé lại cứ văng vẳng trong đầu tôi, khiến tôi vừa thấy bất ngờ lại thấy có chút gì đó tuyệt vời, nam diễn viên bày tỏ. Được biết, trước khi ghi hình cho show Newsroom, Song Song Ki đã tham gia buổi phỏng vấn độc quyền cho kênh truyền hình CTBC. Bài viết cũng được đăng tải trong ngày 15 tháng 10 và lập tức gây sốt bởi những chia sẻ từ tài tử họ Song về cảm xúc của bà xã Katie Lucy Sander khi bất ngờ vướng tin có hai con riêng. Theo đó, nam tài tử cậu Út nhà tài phiệt khẳng định bạn đời rất tức giận, đồng thời cũng bị tổn thương không ít vì tin đồn thất thiệt nói trên. Vợ tôi từng hoạt động ở showbiz trong thời gian dài, nên cô ấy hiểu rõ về ngành công nghiệp giải trí. Katie sớm lường trước việc phải đối mặt với tin đồn, song vẫn bị tổn thương bởi những câu chuyện vô lý. Tôi còn thấy rất buồn thì thử hỏi cô ấy phải đau lòng tới mức nào đây. Katie tìm nhiều cách xoa dịu cơn tức giận trong tôi, nhưng thực ra cô ấy cũng thấy rất bực mình. Tài tử sinh năm 1985 bức xúc kể lại khoảng thời gian vợ chồng anh phải đối mặt với bão tin đồn. Trên thực tế, đây không phải lần đầu Song Song Ki chia sẻ về vợ con với truyền thông Hàn Quốc và quốc tế. Điển hình là tại buổi công chiếu phim Hopeless hồi cuối tháng 9, nam diễn viên đã bày tỏ sự bỡ ngỡ khi lần đầu được làm bố. Tôi và Katie mới làm bố mẹ lần đầu nên không biết con có thể lớn nhanh như vậy. Tôi nghĩ rằng mình cần phải trở thành một người bố tốt hơn nữa. Chồng cũ Song Hee Kyo bộc bạch. Chưa dừng lại ở đó, trong buổi phỏng vấn với truyền thông xứ Kim Chi hồi tháng 5, Song Song Ki cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới vợ Tây vì đã cho anh nhiều lời khuyên trước thềm tham dự liên hoan phim Cannes. Hồi Katie còn làm nghệ sĩ, cô ấy từng dự liên hoan phim Cannes rồi. Bà xã cho tôi rất nhiều lời khuyên bổ ích, chỉ cho tôi vị trí chính xác của các rạp chiếu bóng và trải nghiệm cô ấy từng có trong những lần tới Cannes trước đây. Ngày 14 tháng 10 vừa qua, Song Song Ki cùng vợ lần đầu xuất hiện cùng nhau tại hôn lễ của Song Seung Ki, em gái nam diễn viên, hậu đón con đầu lòng cách đây chưa lâu. Ngay cả những bức ảnh chụp tại buổi tiệc được chia sẻ, cư dân mạng đã dành cơn mưa lời khen cho sắc vóc cực phẩm của bà xã Song Song Ki. Dù rằng Katie Lucy Sander vừa mang thai và hạ sinh Quý Tử cho tài tử họ Song, nhưng dường như điều đó không làm ảnh hưởng đến ngoại hình chuẩn chỉnh của cô. Theo truyền thông Hàn Quốc trước đó, sau khi chào đón thành viên mới của gia đình nhỏ, Song Song Ki và Katie đã cùng nhau tận hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc và dành nhiều thời gian chăm lo cho con trai. Nhiều nguồn tin cho biết việc nam diễn viên chủ động đưa vợ sang Italia sinh con là để đảm bảo bạn đời được gần gũi bên bố mẹ, đồng thời mang đến cho cô một cuộc sống đủ đầy và giàu có nhất có thể. Đáng chú ý, Song Song Ki vừa mua thêm một căn hộ sang trọng nữa tại Hawaii. Đây là căn hộ nằm trong tòa nhà dành riêng cho giới thượng lưu với mức giá liên tục tăng cao, nhất là khi Hawaii trở thành điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho các tỷ phú và siêu sao hạng A.